báo tin. Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay lại tiếp tục solo squad và khu vực nhảy của mình vẫn là cảng cảng Gelgobon. Đây rồi, cháu nó ra đi. Nó có súng, nó định bắn mình anh em ạ. Thì mình tiếp tục solo squad ở khu cảng Gelgobon này. À lại ra này, chết ra này. Trời ơi, anh gì ơi. Hello anh trai chạy đâu? Chạy làm sao được? Này thì vào đây trốn này. Trung Quốc anh em ơi. Trốn đi đâu? Thì hôm nay tiếp tục solo squad ở cái map Irango như thế này. Thì liệu rằng là có cái gì hay ho ở đây không? Bên kia thì bắn nhau khá là căng rồi. Từ từ đã anh em. Cầm cây Thompson nó không nghe vẻ, nó không an toàn anh em ạ. Đây là mình sẽ phải chạy đi kiếm những cây súng nào nó ngon hơn một tí. Cầm thêm cây SKS thế này. Không ăn thua anh em ạ. Một đấu bốn là cứ phải cầm cái loại nào mà nó sấy cho banh lóc ấy. Đây rồi, có cây M4. Cây UMP luôn, lấy luôn, hợp lý. Ok, bây giờ thì mình sẽ đẩy sang, đẩy dần sang anh em ạ. Bắn gì vậy? Đâu rồi? Vậy à, đây rồi, một thanh niên chạy ở trên thùng này. Áo. Thò ra, à đây rồi. Nào, nhảy nhót này, thêm một cháu nữa. Nhảy nhót làm cái gì? Ai má đủ. Đậu má bạn luôn. Đậu phộng bạn luôn. Mình vừa bú được cái phớt thì nó bắn. À vẫn còn đứng à? Vẫn còn đứng này. À nhảy rồi cứu bạn. Đẩy luôn ra anh em ạ. Đẩy luôn. Tóc không xoăn không cần phải xoắn. Mình phải đẩy ngay mấy cái thanh niên này, không thể để lâu được. Đâu rồi? Hello anh trai. Hello. Ui đằng sau mình có tiếng. Đằng sau có tiếng. Nhưng từ từ đã. Ơ. Vừa đứng ở đây mà. À đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Đậu phộng luôn. À, lại bị thằng kia nó ăn hồi kìa. Ô, hai team khác nhau anh em ạ. À. Đang bắn nhau này. À, đang bắn nhau từ từ đã. Mình bơm cái máu lên đã. Mới chơi được mấy cái thanh niên này. Không là không được anh em ạ. À. Đâu rồi? Bắn nhau tiếp đi. Giết nhau đi. Như vậy là đã có thanh niên nằm xuống rồi. Im ắng rồi. Ui thôi. Hai thanh niên Trung Quốc kia. Cái thanh niên mình nốc ấy. Chết rồi. Thế là bị thằng kho bắn rồi. Đậu phộng bạn luôn. Định mệnh. Thế là bị nó cà ét kìa. Bực thực sự anh em ạ. Đây rồi. Có tiếng chân ở trong này. Được rồi. Mình ra đây mình rình bạn. Nào, thò ra. Mình đứng đây rình bạn luôn, nó nghe mình rồi. Mình rình nó luôn. Định mệnh. A few moments later. Mình rình một lúc rồi, chưa thấy anh em ạ. Thằng này cũng lì thật anh em ạ. À đây rồi, có tiếng. Chạy ra này, chạy ra. À. Nào, đứng sau thùng này, sau thùng này. Nào, sau thùng này. Trời ơi, bạn ơi. Mình sấy trước bạn ơi. Tầm đấy bạn để mình sấy trước thì thôi. Bạn chỉ có lên bảng nhanh gọn lẹ thôi. Mình đợi nó khá lâu anh em ạ. Mình sẽ nút qua luôn và té luôn anh em ạ. Trong đây hết rồi. Như vậy là hết rồi. Tạm thời là như vậy. Thôi té thôi anh em. Đây. À, mình vừa lấy đi theo cái thính thì trên đường đi thì mình có gọi là đâm được hai con bot anh em ạ. Nên là cái đoạn này dài quá nên là mình xin phép cắt đi. Tránh trường hợp là dài quá thì anh em cũng không xem. Ôi đứng trên à, đứng ở trên đây này. Ôi, sao thanh niên lại đứng ở trên nhà thờ nhỉ? Tôi đang cầu nguyện gì vậy? Đang lời nguyện ước à? Cái gì nhỉ? Bài lời nguyện cái gì? Lời nguyện ước anh đã trao cho em. Vầng trăng ánh sao nhiệm màu. Đấy, thanh niên chắc là đang hát như vậy. Từ từ. Tính này không ai ăn, mình ăn. Ui, có MK này. Lấy luôn. À, được. Trận này mình bắn luôn MK anh em ạ. Làm luôn cái gọi như là cái clip anh em mình bảo mình làm bắn MK luôn. Được, cầm MK. Được, thực sự anh em ạ. Từ công đã. À, ngó này, cứu xong rồi. Thò ra. À, đây này. Thò ra này. Trời ơi, mù. Hơi mù mắt tí. Chưa là quẹt được súng. Nào, thò ra. Nào.
nó nốc luôn, nốc luôn này. Yếu lắm rồi, yếu lắm rồi. Nào bước ra nào, bạn không bước ra này, cho bạn trái nữa này. Ơ à, chạy lên cứu bạn. Được rồi, mình công luôn, mình công luôn. Đây này này, mình ra cái đầu cầu thang này mình công luôn. Nào hai bạn, lời nguyện ước đã trao cho em à, phần trắng ánh sao nhiệm màu à. Nào phần trắng ánh sao nhiệm màu này, một thằng, còn một ông nữa. Ông nữa đâu? À ông nữa đây ạ. À, nào cho ra. Ui giời ơi, tự để tụt xuống. Nào thò ra, thò ra đây. Ui giời ơi, MK đấy bạn ơi, tầm gần nó cứ phải gọi là siêu phẩm, nó cứ phải gọi là quái vật luôn. Thế là chỉ có hai thanh niên ở đây thôi, dắt nhau lên đây, như vậy là quan hệ đồng tính anh em ạ. Không được, quan hệ như thế này là không được. Dắt nhau lên nhà thờ cầu nguyện, cưới các xin các thứ các thứ. Đấy, trận này thì mình chơi luôn cây MK. MK tầm gần thì anh em ạ, xác định rồi, nó quá là bá đạo. Mình thì không bắn được scope to, nhưng mà mình cũng lắp được x3 x4 vào. Tạm thời sấy áp sẵn. À, có tiếng bên kia. Tạm thời thì cũng xài được anh em ạ. Để xem mà trận này mình liệu rằng là có mù mắt hay không. Đấy, nó lại hợp lý. Từ từ, mình phải đổi cái Z-Dot vào đã. Ok, té thôi. Bên này có tiếng súng, mình lượn qua cái khu đầu chỗ này. Có tiếng súng cơ mà. Mấy anh trai đang thanh toán nhau bên này ạ. Không có ai đi cướp thính cùng mình anh em ạ. Mỗi mình đi cướp, nhưng mà thôi, cướp được cây MK14 là hợp lý rồi. Quá hợp lý. Đâu à? Ở cái khu này à? Hay bên chỗ nhà này nhở? À, đây rồi, trong Bojinki, trong Bojinki. Được rồi, trong Bojinki à. Mình phi vào luôn này. Hello bác tài, hello các anh trai. Các anh còn nằm ở đó không nhở? Đâu rồi? Bắn dụ à? Ơ à. À, 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 ui, 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 au, ui, ui, ui. Thôi, 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 thôi. VDS. Ui, sắp lọ này. Ơ, cái gì đây? Cái gì đây? Trung Quốc này. Ơ, người anh em ơi. Người. À, lại chạy ra này. Ui dồi ôi, một viên người viên đầu hẹo luôn anh em. MK nó mạnh lắm. À, đang bò này. Này này. Này thì đang bò này. Ba thanh niên, ba ông rồi. Còn một ông nữa thôi. À, sau cái xe tải. MK nó mạnh lắm. Chỉ cần một viên vào đầu, một viên vào người, tầm đoạn cổ là chết ngay anh em. Bò này đấy, anh em thấy không? Nốc chỉ tầm 2-3 viên là chết luôn rồi. MK mạnh lắm. Sau xe tải hỏng còn một ông. Mình tặng cho bạn trái bom này. Thêm trái, ui. Bọn này vứt đồ ra giữa đường kìa. Ôi, bán đầu hàng. À, trở về tuổi thơ này. Này thì trở về tuổi thơ này. Chạy làm sao được. Bây giờ thì mình công sang. Thanh niên áo trắng kia yếu lắm rồi, quá yếu luôn rồi. Này, trở về tuổi thơ như anh em mình cả bán đồ hàng. À, chạy sang bên này à. Hello bác tài. À, hello bác tài. Ôi dồi ôi, nó lại dễ quá anh em ạ. Thế là thôi, 4 bác tài. Ui, còn bán đồ hàng này. Thôi được rồi, như này là quá đủ rồi, mình không còn thiếu gì cả. Mình đi thôi. Trên đường chạy nãy giờ, nói chung là cũng phê anh em ạ. MK mình cũng chưa bắn nhiều. Ơ, có xe. Con nhảy ra, nhảy. Uầy, được thế nhở. Nhảy ra ăn mình luôn anh em ạ. Ơ, sao lại thanh niên đứng đây nhở? Chỉ có một mình thôi, mình lại tưởng AFK. Mình phi qua, mình thấy nó ngồi rồi, mình tưởng AFK anh em ạ. Nhưng mà may là mình cũng nhanh đấy, không là cũng hẹo đấy anh em. Cướp luôn xe, té luôn. Đi tìm người tiếp anh em. Cướp được con xe, lượn cả gọi như là nửa cái bản đồ không thấy người. Mình phải đổi sang con phân khối lớn. Ốp. À, có bác ghi ở trong này này. Được rồi, mình quay lại luôn anh em ơi. Quay lại luôn, cay loại luôn. Ok, em tới liền. Anh ơi, sao để bắt nắm xe thế nhở? Gara ô tô à? À, bắn. Bắn trúng cho 10 tỷ.
Ui mình lách kinh lắm. À này bắn này vẫn bắn vẫn bắn. Đây đây đây, đây. Mình xuống luôn. Nào. À dạ, đẩy ra rồi, đẩy ra rồi. Chỗ con xe kìa. À, nhấp vô này, nhấp vô à. Nào. Nào, nào, nào. Nhấp vô Toco à. Nhấp vô Toco này, một cháu. Còn một cháu sau gốc cây. Ui, mình không có bom, mình chưa nút anh em ạ. Cái lick này mình không cài, mình chưa cài nút bom các thứ. Bây giờ mà có quả bom thì ngon. Thôi, đẩy lên này, quyết định này. Nào. À, cứu xong rồi. Cứu xong rồi. Cứu xong rồi. Ui giời ơi. Anh em thấy không? Tầm gần nó bá con mẹ đạo luôn. Chỉ cần vài viên thôi là thấy mẹ luôn. Có X8 này, lắp vào. Rồi để lại X6 đi. Mình gọi cầm để cho chơi thôi chứ mình không sấy được. Mình ít khi sấy khẩu này lắm. Zoom về cho chắc, tí chẳng may bấm nhầm. Thôi đi luôn anh em. Phải bo rồi. Đây, có xe kìa anh em nhìn bên trái không? Nó cứ bay như kiểu siêu nhân vậy. Bên dưới có tiếng luôn. Mình sẽ công thẳng xuống bọn bên dưới đi. Ơ, đây cũng có xe này. Ui, chỗ này đại nhạc, đại hội võ lâm à? Đại hội võ lâm anh em ơi. Từ từ, nhưng mà mình phải công xuống cái khu nhà này trước này. Khu này ngon hơn, dễ công. Ấy ấy, dã nhau kìa. Cứ việc như kiểu là đến tháng vậy. Ui, có xe. Ui, đợt rít, đợt rít. Ui, khốn nạn, khốn nạn. Ui, nó nhìn mình kìa, nó bắn kìa. Á đủ, á đủ. Thôi, 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 nào. Bắn cái này. Ui, trời ơi. Một tích tắc nữa thôi là bạn chết. Có thằng nào. À có thằng. Có. Ôi. Ui. Ui mình cứ nhập. Tốt nhầm cây súng anh em ạ. Dị bệnh nắp nhầm dép lót. Lại có tiếng xe đến. Lại có tiếng xe đến. Phải xử lý thằng này đã. Ui dạ. Dạ nhau càng. Từ 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 từ. Mình chờ một chút. Bơm nước lên cho gọi là mọi chuyện nó lắng xuống đã. Đẩy lên bây giờ. Đẩy lên để bây giờ là hốt này. Hốt trọn ổ này. Đẩy lên hốt trọn ổ. Đẩy lên chúng tôi này. Đẩy đi đâu nào, đi. Mình cầm MK đấy bạn. À công lên à. Công lên này. Làm sao mà chạy được. Ui. Đây vẫn còn hai mạng. Ui dồi ôi. Trong tích tắc. Gọi là ăn tới 5-6 mạng. Tích tắc. Tích tắc. Đấy. Gió dít. Gió dít. Gió luồn qua khe đít. Thế là bên cái hai cái thằng nốc này là vẫn còn team nó anh em ạ. Là cái thằng mình nốc chứ đâu. Mà team nó vẫn còn. Nó vẫn loanh quanh quẩn đâu đây thôi. Một nó đang ở cái nhà. Hai nó đang lui nhuy ở đằng sau mấy cái tường thôi. Không thể gọi là. Không thể gọi là gì nhở. Mà là sai được anh em ạ. À ra sau bên phải rồi. À lo do à. Nào lo do. Nào. Nào thì lo do. Ui giời ơi. Sấy MK nó cứ gọi là mượt cứt anh em ạ. Sấy phê loi. Sấy quả nào gọi là phê tới nóc quả đấy luôn. Quá mạnh. Khéo sau cái clip này mình phải chăm chỉ bắn MK thôi anh em. Quá mạnh, tầm gần nó cứ gọi là quá bá đạo anh em ạ. Vài viên thôi là chết người rồi. Cái sức đam của nó là cứ phải gọi là hủy con mẹ nó diệt. Nhặt bom, bây giờ thì mình phải nhặt bom các thứ. Nãy giờ mình không kiếm được thằng nào có cái checkpad anh em ạ. Anh em nhìn này, vẫn chưa có checkpad luôn. Vãi đái thật. Không hiểu sao lại một lũ như này mà không có một thằng nào có cái checkpad nào. Từ đầu đến cuối vẫn cầm MK chưa full phụ kiện. Mặc dù rất giàu rồi. Gọi là ơ có tiếng có xe. Ơ bác Tài. Bác Tài đi đâu vậy? À bác Tài dừng rồi. Ơ à, bác Tài. Bác Tài này. À bác à. Ui bác Tài này. Ui bác Tài. Ê hello bác Tài. Vào mình bắn bỏ mẹ luôn này. Bác Tài. Ơ bác Tài này. Này. Ui chỉ có một mình thôi. Thôi mình cũng té luôn anh em ơi. Vào bo. Ngoài bo rồi. Khu này trong bo anh em ạ. Thanh niên chạy vào bo. Đây bây giờ thì mình cũng té vào bo luôn. Khu nhận. Có tiếng. Có tiếng bắn luôn. Ốp ốp. Ui hai tiếng chân. Đông anh em ơi. Ui mình lại lao mẹ vào giữa rồi. Nó đang bắn sao với bọn nào anh em ạ. Đây công lên luôn này. Có thằng xuống cầu thang rồi. Mình nghe thấy tiếng rồi bạn ơi. Nào. Ta cứu bạn này. Ui giời ơi. Thấy nó cứ bị gọi là cứ bị mượt đấy.
mình thì cứ bị mạnh ấy. Mình thì cứ bị mạnh ấy, mình thì cứ bị bro ấy, anh em ạ. Kìa, khói kìa. Nhấp độ. Nhấp nhô trong làn khói. Ui, không vào đầu. Nhấp nhô. Ui. Chết thế. Quả đấy mình lia như thế mà không vào đầu. Ui, quăng lét quăng lét. Như vậy là còn hai thanh niên nữa. Ui, áo hồng kìa. À, áo hồng này. Ui, từ từ. Nào. Áo hồng này. Ui, ui, đau 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 đau. Mình xin lỗi, mình khéo nhẹ nhàng cái thôi, làm gì căng. Căng vậy sao chơi. Bạn làm như thế rồi thì ai dám đụ bạn. Mình cũng biết rồi, mình biết là mình mạnh lắm. Nhưng mà cứ từ từ thôi. Từ từ thôi. Ui giời ơi. Quảng cáo keo linh ạ. Đây đây, bây giờ thì mình sẽ gọi là biểu diễn MKX8 đây. Đây, MKX8 đây. Đéo hiểu kiểu gì anh em ạ. Biểu diễn MKX8 uầy. Đỉnh. Đỉnh cao vãi lìn là anh em ạ. Đấy anh em nào. Mình vừa biểu diễn MKX8 cho anh em xem rồi nhá. Nó cứ gọi là mượt vai cả lìn. Ui. Sấy như kiểu là hack vậy. Ambot anh em ạ. Vai lìn. Ok, thế là mình cũng vừa hoàn thành xong một trận đấu, nhưng mà chỉ dừng lại ở top 2 thôi. Được 23 kill anh em ạ. Chán. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.